Xin chào các anh chị và các bạn à, Thì hôm nay mình tiếp tục bài học mới nha Bài hôm trước là bài số 5 Thì hôm nay mình uh, học về bài uh, số 6 Bài về uh, xu hướng chen xu hướng Cách vẽ chân xu hướng Và uh, khi nào xu hướng bị phá vỡ uh, Khi nào xu hướng hình thành Cái việc mà trong quá trình các anh chị các bạn giao dịch tài chính á, uh, Từ chứng khoán đến forex Rồi đến tiền điện tử Thì cái uh, điều nó khá quan trọng Là cái việc xác định xu hướng nhưng mà thực tế là nói xu hướng là gì thì nói dễ những cái định nghĩa hoặc sách vở thì nó khá là đơn giản nhưng mà mình thấy là rất rất ít người hiểu được cái bản chất thực sự của xu hướng và cái việc xác định xu hướng đó. các anh chị các bạn hay bị lầm tưởng tại vì cái thị trường tài chính nhất là cái biểu đồ này nó có đa khung thời gian có nhiều khung thời gian khi thì nó các anh chị có thể là giao dịch trên khung ngày lúc thì các anh chị có thể là giao dịch h 4 khi thì các anh chị giao dịch hết H1 thì ở mỗi cái khung thời gian nó sẽ cho các anh chị các bạn những cái uh, thông số hoặc là những cái uh, biểu đồ giá để mình xác định được cái xu hướng nó khác nhau. Thì cái việc mà xu hướng trong xu hướng, uh, xu hướng chính rồi xu hướng hồi uh, là những cái mà các anh chị cần phải nắm bắt được và phải kết hợp nó sao nó uh, nhần nhuyễn và nó thì các anh chị giao dịch với hiệu quả. Thì những cái video mình phân tích ở đây, cụ thể là cái video này, mình sẽ phân tích cụ thể và nói cụ thể chi tiết cho các anh chị các bạn uh, theo dõi được và hiểu được về xu hướng làm sao cho nó tiếp cận nó dễ dàng nhất chứ còn uh, nếu mà thực sự mà các anh chị cứ theo sách vở hoặc là theo một số cái những kiến thức trên mạng á, thì uh, các anh chị hay bị lầm tưởng tại vì uh, các anh chị không hiểu rõ được cái bản chất của nó thì những cái video trước mình cũng đã có nói về những cái việc mà mình xác định xu hướng rồi có những cái video ở trong các Uh, video mình làm từ trước đến giờ cũng có nói về xu hướng rồi. Những anh chị nào mà xem theo dõi mình từ đầu đến bây giờ thì cũng uh, biết được những cái video đó hoặc là những cái bài phân tích kỹ thuật này hàng tuần của mình như này, mình cũng nói khá là nhiều về cái việc xác định xu hướng như thế nào để cho nó hiệu quả và khi nào mình cần sắc đi theo xu hướng và khi nào mình cần bắt đỉnh bắt đáy. Cái đó là những cái kiến thức mà các anh chị phải đi vào thực tế, các anh chị mới thấy được ở trên biểu đồ. Còn ở cái lý thuyết đó, thì người ta chỉ nói ra và người ta chỉ vẽ vẽ là vẽ lại cái quá khứ thôi thì đôi lúc các anh chị các bạn sẽ bị nhầm tưởng thì như vậy nó sẽ không tốt được nha. À, cái bài hôm trước mình à, hướng dẫn các anh chị xác định cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự và cái cách xác định hỗ trợ kháng cự sao cho nó mạnh nhất rồi. Thì hôm đó mình cũng có à, làm cái game á là các anh chị comment hai số ở dưới đây và mình sẽ random. Thì anh chị nào mà comment chính xác thì mình sẽ random và sẽ trao à, một tài khoản sen 500 đô cho các anh chị các bạn. Cái video này là cái kết quả của hôm trước là cái bài số 4 thì anh dư anh Đức này đã nhận cái tài khoản của mình nhá, tại vì anh đoán đúng số 12 á thì mình đã gửi anh ấy một cái tài khoản sen 500 đô. Thì ở những cái anh chị nào mà trúng thưởng ở những cái video á mình sẽ ghim lại ở dưới cái bài viết này cho các anh chị các bạn thấy hết. Và cái này các anh chị các bạn tham gia cho vui và comment hai số và đóng góp ý kiến cho mình ở dưới phần bình luận đó. Có gì mình sẽ làm những cái video tiếp theo và Uh, sẽ trao cái phần tưởng nho nhỏ này cho các anh chị các bạn để giúp các anh chị các bạn có thể thực hành bằng cái tiền thật. thứ nhất là các anh chị có thể là sử dụng cái tài khoản sen, cái số lượng tiền nó nhỏ một chút thôi nhưng mà uh, biết đâu được các anh chị sử dụng một cái số tiền nhỏ là có thể hoàn toàn có thể nhân nó lên uh, rất nhiều lần được và uh, cũng có thể là để cho các anh chị các bạn sử dụng cái tài khoản đó nó có cảm giác hơn là giao dịch trên demo nha đó. thì những anh chị nào mà quan tâm đến những cái video của mình thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh uh, và nhấn vào nút chuông bên cạnh nhé thì các anh chị các bạn cũng đóng góp cho mình những cái ý kiến ở dưới cái phần bình luận đó để mình có thể làm những cái video tiếp theo hoặc là cái bài tiếp theo các anh chị các bạn những có những cái thắc mắc hoặc là muốn mình làm về cái lĩnh vực gì làm về cái cái chỉ báo hoặc công cụ gì đó, mà các anh chị chưa hiểu hoặc các anh chị muốn uh, sử dụng muốn biết đó, thì các anh chị comment xuống bên dưới cho mình nhé để mình biết được để mình uh, có ý kiến của các anh chị và mình sẽ làm những cái video để cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn về những cái cái mà những các anh chị các bạn đang thắc mắc nha. Rồi, mình sẽ đi qua random đi. Thì cái này là random cho cái bài học số 5 nha. Còn bài học số 6 thì các anh chị vẫn comment hai số xuống uh, xuống bên dưới để có gì qua bài số 7 mình sẽ quay cái random này và anh chị nào trúng thưởng thì hãy liên hệ mình để nhận được cái tài khoản sen 500 đô đó nha. Thì cái kết quả của cái random hai số của bài số 5 là số 23 nha. Nhưng anh chị nào comment ở dưới cái bài số 5 số 23 thì liên hệ mình để nhận cái phần thưởng tài khoản sen 500 đô nha. Rồi. À, mình uh, qua bài học mới nha. Cái bài học hôm nay mình sẽ nói về cái việc mà giao dịch theo xu hướng thì ở những mình cũng có một cái video mình nói cho các anh chị ở trong cái kênh youtube của mình rồi cái đợt trước mình có làm một cái video rồi thì những anh chị nào mà chưa xem kỹ cái bài này thì cũng có thể là quen xem lại cái bài đó à, cũng được nữa thì mình cũng làm cái video xác định xu hướng là trong cái chuỗi cái video bài học của mình để cho các anh chị các bạn uh, hiểu được và nắm bắt được nó sâu hơn nó có thể là nó chi tiết hơn dễ hiểu hơn giúp cho các anh chị các bạn giao dịch tốt hơn ở cái thị trường này thì cái phần đầu mình cũng sẽ đi vào lý thuyết để cho anh các anh chị các bạn hình dung ra được cái việc xác định xu hướng như thế nào tiếp theo là mình sẽ đi phân tích trực tiếp trên biểu đồ những cái biểu đồ mình phân tích là phân tích trực tiếp trên cái biểu đồ đó mình không có chụp và không thể cắt ghép nha và mình sẽ đi tìm những cái biểu đồ những cái mô hình nào đó cho các anh chị các bạn thấy nó trực tiếp trên đó để phân tích cho các anh chị các bạn À, để các anh chị các bạn có sự kết hợp luôn và mình cũng có sự kết hợp đa khung thời gian ở trên đó để cho các anh chị các bạn à, dễ hiểu khi nào mình sử dụng khung thời gian lớn để phân tích xu hướng, khi nào mình sử dụng à, khung thời gian nhỏ để kết hợp cái xu hướng đó. À, thì các anh chị các bạn cái việc xác định xu hướng nó có rất nhiều các công cụ sử dụng để xác định xu hướng. Có nhiều anh chị các bạn thì sử dụng đám mây chimoku hoặc là à, sử dụng cái IMA um, cũng là một cái việc mà để xác định xu hướng hoặc là có thể sử dụng một số cái công cụ khác, các indicator khác để hỗ trợ trong việc xác định xu hướng à, cũng khá là tốt. Nhưng mà ở cái bài học này với ở cái video này mình chủ yếu là sử dụng các mô hình nến không nha và chỉ có vẻ sử dụng chen và xác định xu hướng mô hình nó như thế nào để cho các anh chị các bạn có thể là dễ hiểu nhất. Còn sau này các anh chị hoàn toàn có thể là kết hợp những cái công cụ hoặc những cái chỉ báo khác thêm vào để mình có thể là mình có sự kết hợp nó uh, tốt hơn thì mình thấy cũng có rất nhiều cái công cụ để cho, giúp cho mình hỗ trợ trong xu hướng thì cái những cái video tiếp tới mình sẽ giới thiệu những cái công cụ đó và mình sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn áp dụng những cái công cụ đó như thế nào thì để áp dụng cái công cụ đó như thế nào thì các anh chị các bạn hãy đón xem những cái video tiếp theo nha của mình nhá thì cái xu hướng của thị trường đây chủ yếu là do những cái à, hành động giá nó hình thành do cái sự dịch chuyển của giá nó hình thành thôi ví dụ giá dịch chuyển lên hay dịch chuyển xuống thì khi đó nó sẽ hình thành cho mình những cái mô hình để mình à, có thể hình dung được ra những cái xu hướng đó và mình có thể là vẽ được. À, thì cái việc xác định xu hướng của mình á nó khá là đơn giản, mình chỉ có dựa vào đỉnh đáy thôi. Các anh chị các bạn để ý là xu hướng thì mình thường thường mình sẽ dựa vào cái mô hình đỉnh đáy là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước là khi đó một cái xu hướng mình đã được hình thành. Và cái vùng mà vùng điều chỉnh của giá thường thường cái vùng mà mình khi mà mình đã thấy được một cái xu hướng như thế này á thì cái vùng điều chỉnh của mình vùng mình canh mua là cái vùng mà khoảng cách từ cái đỉnh này đến cái đáy này các anh chị thấy đây là vùng hoàn toàn mình có thể mua được thì có nhiều anh chị sẽ mua trực tiếp ở những cái vị trí này tại vì là thị trường mình sẽ không biết rõ được là có những cái thời điểm nó sẽ hồi về đến đây và nó sẽ đi lên nhưng mà cũng có thể thời điểm nó hồi về sâu hơn nó mới đi lên thì cũng có nhiều các anh chị các bạn sẽ thực hiện cái phương pháp là vào lệnh liền và top lot ở dưới đáy này nhưng mà cũng có nhiều các anh chị sẽ là thực hiện cái phương pháp là giải lệnh nhỏ nhỏ ở cái vị vùng này và top lot hết ở dưới cái đáy này. Thì khi mà cái đáy này nó phá vỡ ví dụ thị trường cái xu hướng nó bị xuống dưới đây là hầu như cái đáy này bị phá vỡ là cái xu hướng nó cũng bị phá vỡ luôn. Theo cái luật cung cầu ở trên thị trường thì những cái việc mua và bán vào nó sẽ hình thành cho mình những cái mô hình giá như thế này để mình việc mình xác định cái xu hướng nó tiện hơn. Ở đây mình chỉ, chỉ tập trung vào để mình phân tích sao để cho các anh chị các bạn nói sao để cho các anh chị các bạn dễ hiểu nhất cái xu hướng nó bắt đầu như thế nào và mình sẽ tìm ra những cái vùng mà mình có thể là tham gia vào thị trường mình mua và bán nó tốt nhất thì xu hướng thì mình sẽ có những cái loại xu hướng như là xu hướng tăng xu hướng giảm và khi thị trường sideways thì là khi đó thị trường không có xu hướng khi mà một cái xu hướng tăng hình thành nhé thì nó sẽ hình thành những cái tạo các những cái đỉnh mới này, đỉnh sao cao đỉnh trước và đáy sao cao đáy trước thì khi đó một cái xu hướng hình thành. Và cái vùng mình canh mua vùng điều chỉnh này chính là cái vùng này là những cái vùng mà mình có thể là khi sóng hồi về thì mình có thể là mua và khi lên đó hồi mình lại mua. Thì đó là những cái mà các anh chị chú ý để việc xác định xu hướng như thế nào. Đây là xu hướng tăng nha. Vẽ như vậy để cho các anh chị dễ hình dung ra trước khi mà các anh chị tham gia vào hoặc theo dõi mình phân tích trực tiếp trên biểu đồ thì mình sẽ phân tích ở đây để cho các anh chị nói ở hướng dẫn các anh chị ở cái cái này cho nó dễ nhất nhưng mà thị trường nó không có dễ như vậy đâu các anh chị các bạn nên nhớ là thị trường không phải lúc nào nó cũng nhìn nó cũng dễ như vậy cái biểu đồ lúc nào nó cũng đi đi như vậy thôi để cho các anh chị các bạn tìm được cái điểm mua ở đây hoặc là tìm cái điểm mua ở đây hoặc là cái điểm mua ở đây đâu nó không có dễ như vậy và cái biểu đồ của thị trường thì nó đa dạng có lúc này lúc khác thì nó sẽ linh động hơn thì tí là mình đi vào mình sẽ phân tích để cho các anh chị hiểu rõ còn ở đây là cái mà mình vẽ ra để cho các anh chị các bạn hiểu được dễ hình chung được đúng không là cái xu hướng nó như thế nào và cái vùng nào cái khu vực nào thì mình có thể là mua được và khu vực nào mình có thể là à, bán được nhá à, thì ngược lại với xu hướng tăng thì đây là một cái xu hướng giảm nó cũng tương tự thôi các anh chị à, cái đáy sau thì cao hơn đáy trước, à, thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đó thôi thì một cái xu hướng giảm hình thành thì đây cũng là một cái vùng điều chỉnh của giá khi mà giá nó hồi về những cái vùng này thì mình hoàn toàn có thể tiếp tục mình uh, sell xuống để kiếm uh, được cái lợi nhuận của thị trường thì tương tự với lúc này á, cái mô hình mình vẽ ra cũng dễ dàng như vậy để cho các anh chị có thể là nhận biết được nhưng mà thực tế thị trường thì nó rất đa dạng nha nó có thể nó không có rõ ràng có thể là nó không có rõ ràng như các anh chị nhìn trên cái hình vẽ như vậy đâu cái biểu đồ nến nó đa dạng lắm lúc lên lúc xuống nó cây dài cây ngắn rồi lúc giật lên thị trường giật ấy có những cây này cây kia thì mọi người uh, cũng phải theo dõi chi tiết và phải ứng dụng được những cái này thì mọi người cần phải có kinh nghiệm rèn luyện một thời gian nha rồi uh, tiếp theo là cái việc mà các anh chị các bạn xác định được xu hướng tăng xu hướng giảm rồi thì khi nào mà cái xu hướng của các anh chị bị phá vỡ thì các anh chị thấy nếu mà ở đây mình lấy ví dụ một cái xu hướng tăng nó hình thành nhá các anh chị thấy là đây một cái xu hướng tăng nó hình thành uh, một cái xu hướng bị phá vỡ khi vào cái đáy này đáy sau này thấp hơn đáy trước và đỉnh sau nó đã thấp hơn đỉnh trước thì khi đây nó hoàn toàn nó có thể là tạo thành một cái mô hình mới và những cái điểm mà các anh chị hoàn toàn có thể là tham gia vào uh, việc mà nó xu hướng bị phá vỡ đó là các anh chị thấy không cái đáy này bị phá vỡ có nghĩa là một cái xu hướng hoàn toàn có thể là đảo chiều và thường thường nó rách ao chen hoặc rách ao xu hướng thì những cái vùng này là cái vùng mà nó phá vỡ thì cái vùng này là vùng các anh chị các bạn có thể là tham gia vào thị trường sell xuống cũng được đúng không là một cái vị trí hoàn toàn tốt tại vì theo mà cái việc mà xác định vùng hỗ trợ kháng cự thì các anh chị các bạn thấy là đây là một cái vùng hỗ trợ cũ và sẽ thành là kháng cự mới. Đúng không? Các anh chị thấy có phải thành kháng cự mới từ cái đoạn này đi lên không? Đây kháng cự mới và nó sẽ đẩy thị trường đi xuống. Cái bài học trước mình nói về vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là các anh chị hiểu được là tại sao cái vùng này là mình có thể là mua xuống và khi đó khi một cái xu hướng bị phá vỡ thì một cái xu hướng mới được hình thành là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sao thấp hơn đáy trước thì mình lại tiếp tục đi theo xu hướng có thể là chờ hồi về và mình lại sao xuống tiếp tục đó thì đó là cái lúc mà cái xu hướng có thể là bị phá vỡ nha thì đây tiếp tục một cái ví dụ nữa mà mình muốn nói cho các anh chị nữa là biểu đồ lúc nào không phải nó như vậy nó có những cái trường hợp khác nhau ví dụ như đây là cái trường hợp mà các anh chị các bạn cũng có thể thấy là một cái xu hướng như thế này đúng không nhưng mà ở cái vị trí này này các anh chị thấy một cái xu hướng chen bị phá vỡ này thì khi mà phá vỡ thì có thể nó về cái mức ở đây là hỗ trợ thì nó có thể là lại bật lên và nó test lại cái chen xu hướng này đây là một cái vùng mà mình có thể là chen xu hướng thì khi đó cái chen xu hướng này này nó sẽ thành một cái vùng kháng cự cái vùng kháng cự ở đây thì các anh chị hoàn toàn có thể là treo xuống và kiếm được lợi nhuận ở đây đúng không nhưng mà cũng không có ngoài trừ cái khả năng mà thị trường nó có thể là mạnh và nó cái xu hướng tăng nó vẫn còn cái xu hướng tăng nó vẫn tiếp diễn và nó có thể tiếp tục đi lên nha. Tại vì uh, cái đáy này nó chưa bị phá vỡ này. Các anh chị phải phải hiểu rõ là cái đáy của cái xu hướng này nó chưa bị phá vỡ nên nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng. Có thể là vẫn trong một cái xu hướng tăng nên là hoàn toàn hai cái này nó đều wow, có thể xảy ra. Với các anh chị phải hiểu này không phải đơn giản là thị trường nó có một cái hình thành một cái xu hướng mà nó rõ ràng như vậy cho mình đâu đôi lúc nó có thể sự kết hợp của chen line này đôi lúc nó có sự kết hợp của hỗ trợ kháng cự này và hỗ trợ của những cái công cụ chỉ báo khác thì một cái mô hình hoặc một cái mô hình giá một cái mô hình nến nào đó nó hình thành thì nó luôn tồn tại những yếu tố cho các anh chị các bạn có thể là mua lên và những yếu tố các anh chị có thể là sao xuống thì để mà có những cái quyết định và xác suất nó cao chính xác nhất thì các anh chị phải có những cái kinh nghiệm và có những cái mà mình đã đặt ra trước đó mình thấy cái xác suất của cái nào thường xuyên nó cao thì mình sẽ theo những cái đó thôi nha. chứ không có phải là khi nào trường hợp nó cũng đẹp và dấu hiệu nó cũng đẹp hết cho các anh chị các bạn theo được đó à, rồi à, cái việc mà xác định à, giao dịch theo xu hướng đó, khá nhiều người cũng hỏi mình và cũng nói với mình là cũng tìm hiểu rất nhiều cái sách vở ở bên ngoài rồi cũng đọc thông tin rồi cũng học về xu hướng nhưng mà khi áp dụng không được à, các anh chị áp dụng vào thực tế khi các anh chị chơi không được đôi lúc có nhiều anh chị xu hướng thì ở trên khung ngày đang có xu hướng tăng nhưng mà thấy trong ngắn hạn nó có trong H1 nó lại là xu hướng giảm thì lại nhảy vào H1 sell thì các anh chị thấy là cái việc mà giữa các khung thời gian nó có những cái xu hướng nó sẽ khác nhau và bây giờ các anh chị các bạn phải bắt buộc phải chọn cho mình một cái khung thời gian để mình xác định được cái xu hướng chính của nó đi mình chỉ tập trung vào cái xu hướng chính ở trên cái khung thời gian đó và những cái khung khung nhỏ hơn thì cũng mình xác định chỉ là những cái sóng hồi thôi cái chị thấy nếu mà một cái xu hướng trên khung ngày đây mình lấy khung ngày làm chuẩn nó đi lên như thế này nhưng mà một cái đoạn mà nó hồi như đây đúng không cái chị thấy khi mà nó hồi như thế này thì trên H 1 hoàn toàn nó là lại là một cái xu hướng giảm đúng không khung ngày mà giảm như thế này thì có phải là phải giảm đến ba bốn năm sáu cây nến không thì cái khung ngày có phải là à, khung h đó có phải là cả một khoảng thời gian rất dài không có thể là cái đoạn này sẽ là cái xu hướng giảm trên h 1 nhưng mà thực sự cái xu hướng chính của thị trường và là một cái xu hướng tăng đó cái chị phải có sự kết hợp nó tốt giữa cái khung h 1 và khung ngày để các anh chị có thể là giao dịch ngắn hạn nó sẽ tốt hơn còn cái việc mà phân tích tất cả những cái video phân tích của mình trên cái mô hình nến, mô hình giá hoặc là vùng hỗ trợ kháng cự hoặc là bây giờ đến trên xu hướng thì mình đều tập trung ở trên cái khung thời gian là ngày là khung chuẩn nhá. còn cái những cái sự kết hợp giữa H1 hoặc H4 hoặc là những khung thời gian khác thì các anh chị các bạn phải biết hiểu được và phân tích trực tiếp trên khung ngày rồi các anh chị kết hợp. chứ các anh chị đừng có uh, sử dụng cái khung thời gian nó nhỏ quá mà mình kết hợp vào thì nó sẽ không tốt nha rồi cái việc mà xác định uh, vẽ xu hướng tăng cách vẽ xu hướng đúng như thế nào thì các anh chị các bạn cũng thấy mình nói nó nó khá là đơn giản khi mà mình xác định được là đỉnh trước và đỉnh sau đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước là xu hướng tăng và xu hướng giảm và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước là một cái xu hướng giảm thì uh, cái việc uh, vẽ trên xu hướng thì nó cũng khá là đơn giản như vậy quan trọng là các anh chị áp dụng học cái kiến thức á, học cái lý thuyết á, thì nó khá là các anh chị nhìn thì đơn giản đúng không? tại vì khi các anh chị học lý thuyết ở đây á có một số nơi trên mạng hoặc là một số nơi người ta chỉ vẽ ra như vậy thì cái nhìn ư ừ, xa dễ thật nhưng mà khi vào thị trường thực tế nếu các anh chị không có cái kinh nghiệm hoặc không có kiến thức không có cái khả năng phán đoán tốt á, thì sẽ rất khó mà nhìn ra được những cái uh, xu hướng chính của nó nha uh, thì ở đây có một số các uh, người ta cũng nói là tại sao không nên giao dịch ngược xu hướng thì cái việc mà giao dịch xu hướng với ngược xu hướng thì nó còn tùy vào thời điểm nha tại vì có những cái thời điểm mà cái sóng nó quá mạnh hoặc quá là cao mà gặp những cái vùng mà hỗ trợ kháng cự tốt thì các anh chị cũng nên tham gia những cái việc mà bắt đỉnh bắt đáy tất nhiên là giữa cái xu hướng và không xu hướng thì nó là cả một cái nhận định và cái phán đoán cái kinh nghiệm nữa chứ cũng không phải dễ dàng mà sẽ nói được người này là đi đúng người kia đi sai là cũng không có nói được tại vì cũng phải nhị tùy thuộc vào cái cách nhận nhận định của mỗi người, cách nhìn nhận của mỗi người có thể là người ta nhìn ở đó người ta thấy được cái cơ hội của người ta ở chỗ đó thì người ta có thể là vào bắt đỉnh bắt đáy hoặc là có những người thì lại cứ thích đi theo xu hướng và đánh những cái xu hướng khi mà nó có xu hướng ở đầu và cứ theo cái xu hướng đó và à, theo thôi à, thì cái lời khuyên á, thì nếu mà cái cái xu hướng này chưa có quá xa đúng không? Thường thường á ở cái thị trường này mình phân tích thường thường sẽ có ba sóng tăng và hai sóng giảm thì khi đó mình bắt đầu kết thúc một xu hướng và mình bắt đầu đi vào cái thời gian và cái chu kỳ mình có thể là xem xét bắt đỉnh hoặc là xem xét những cái vùng giá mà mình có thể là đánh ngược xu hướng được. còn các anh chị các bạn tham gia thì các anh chị cũng nên hiểu là vậy mình cũng chỉ ăn được nên ăn những cái sóng đầu sóng thứ hai và sóng thứ ba là cùng thôi. chứ các anh chị cũng đừng có tham quá hoặc là cái xu hướng mà nó đi xa quá rồi mình cũng đừng có thể là mình tham gia vào thị trường nữa mình đứng ngoài và mình chờ cơ hội khác. có lúc những lúc có thể là các anh chị cũng phải đi ngược xu hướng và cũng có thể là có những cái lúc các anh chị phải đi đúng xu hướng, các anh chị không được phép đánh ngược xu hướng là vậy đó. Còn cái việc mà xu hướng thì giữa mỗi người có những cái mà uh, cái ranh giới nó cũng không có rõ ràng quá đâu. Có những người thì nhìn ra được ừ tôi thấy ở đây là cái xu hướng rồi, nhưng có người lại cũng bảo là ở đây chưa cái xu hướng chưa rõ ràng, tôi cần chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. Thì cái đó các anh chị các bạn cũng uh, không nên đánh giá những cái nhận định của mỗi người nó khác nhau nha cái điều mình vừa nói đó có, có những cái thời điểm mà mình cái xu hướng nó đảo chiều và mình có những cái tạo thành những cái xu hướng mới và mình đi theo thì các anh chị các bạn thấy một cái điều trường hợp này à, có những trường hợp mình phải bắt đỉnh bắt đáy vì là à, nếu mà chờ mà xác, xác nhận một cái xu hướng nó đảo chiều được rồi thì có phải là cái mức giá ở thời điểm đỉnh điểm với cái mức giá ở à, cái việc mà xu hướng nó đã hình thành nó đã cách xa một đoạn không thì có thể là lại không tốt thì ở đây mình cũng có những cái mà các anh chị các bạn cần có những thời điểm và phải vào à, đi trước một bước để mình có được cái lợi nhuận mình chỉ cần ăn một cái sóng hồi thôi là mình có rồi nhưng mà đôi lúc các anh chị mà chờ có có xu hướng á, thì cái khi đó cái xu hướng ngược đó lại thành lại một cái sóng hồi trên khung lớn của cái xu hướng mới thôi cái xu hướng tiếp diễn thôi nên là các anh chị các bạn tí nữa mình đi vào thực tế biểu đồ thì mình nói thì các anh chị có thể là rõ ràng hơn thì ở dưới đây là có những cái dạng mà xu hướng đảo chiều hoặc xu hướng phá vỡ thì mình có nói các anh chị lúc nãy thôi. lúc nãy là cái xu hướng tại sao phá vỡ như thế nào thì các anh chị cũng thấy đó và mình sẽ tìm những cái cơ hội ở trên thực tế ở trên biểu đồ để mình nói cho các anh chị các bạn thấy và các anh chị các bạn hiểu rõ hơn nha tổng kết về cái việc mà giao dịch theo xu hướng này thì một có một số cái yêu cầu và một số cái lưu ý thì các anh chị cũng phải hiểu được và nắm bắt được cái việc quan trọng là các anh chị các bạn cần chọn cho mình một khung thời gian giao dịch làm cái khung chuẩn khung chính đó rồi mình phân tích trực tiếp ở trên khung này và cái khung này thì mình nói rõ là mình thường thường là sẽ lấy khung ngày đúng không và các bạn cần hiểu rõ về cái xu hướng và biết cách xác định một xu hướng thì cái biết cách xác định xu hướng thì mình nói về cái mô hình đỉnh đáy đó xu hướng tăng như thế nào xu hướng rõ giảm như thế nào thì các anh chị hiểu rồi và có một số cái các anh chị cần lưu ý ở đây là khi mà các anh chị không thấy thị trường nó không có một cái xu hướng nó rõ ràng thì mọi người nên cần À, đứng ngoài nha Thì tí là mình cũng nói rõ khi xu hướng đi quá xa là mọi người cũng không nên mua đuổi, mua đuổi và à, cũng không nên giao dịch ngược xu hướng khi vào một khi mà các anh chị các bạn thấy là nó mới lên và nó đi một cái khoảng trung trung đó, nó chưa quá dài. Tất nhiên cái cái ngược xu hướng này nó còn phụ thuộc nữa. có những thời điểm mà xu hướng nó mới đi một đoạn thôi. Mà các anh chị vội vội lên đây bắt rồi mà xác định cái xu hướng dài hạn nó vẫn à, còn tăng đó, thì các anh chị các bạn có thể là sẽ chịu cái ảnh hưởng đó. Thì tí nữa mình sẽ đi nói rõ được cái trường hợp nào mình cần bắt bắt ngược xu hướng, à, cái trường hợp nào mình cần tránh đi ngược xu hướng để cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn. À, rồi, à, về cái phương pháp giao dịch theo xu hướng thì các anh chị xác định được cái xu hướng rồi đúng không? Các anh chị xác định vùng điều chỉnh thôi. Thì à, chờ đợi giá về cái vùng điều chỉnh đó các anh chị xác định điểm mua, điểm bán và cắt lỗ chốt lời thì khi đó cũng tốt. Còn à, ngoài ra các anh chị cũng có thể là chờ những cái khi mà xu hướng đi quá xa các anh chị cũng có thể là vào bắt đỉnh bắt đáy, chọn những cái vùng hỗ trợ kháng cự hoặc là À, tùy thuộc vào cái sóng của xu hướng nó như thế nào nữa, cái sóng nó đi quá xa hay là cái sóng nó đang còn gần nữa để các anh chị, các bạn có những cái vị trí vào lệnh nó tốt. À, thì đây là những cái mà lý thuyết mình nói để cho các anh chị hiểu được là cái cái xu hướng là nó như thế đó. còn bây giờ cái quan trọng đó là các anh chị phải đi vào thị trường, đi vào biểu đồ để phân tích và tìm ra những cái cái mà xác định nó rõ nhất. tại vì cái việc xác định xu hướng này nhiều anh chị có thể là đọc rất nhiều, đọc thì nó chỉ các anh chị lên lên mạng đọc thì cái đại khái cái cái chính của nó cũng chỉ là vậy thôi còn cái anh chị mà đọc càng chi tiết càng chi tiết đó, thì lại càng rắc rối và càng khó hiểu nên đúng không các anh chị hiểu cái xu hướng nó đơn giản thì các anh chị áp dụng vào thị trường nó dễ hơn còn các anh chị mà hiểu nó cái tầm cao quá hoặc là cái đi sâu quá phân tích từng đến hoặc phân tích từng từng khung thời gian từ nhỏ đến lớn kết hợp với nhau là các anh chị quá nhiều cái dấu hiệu quá nhiều cái làm cái các anh chị phân tâm là các anh chị xác định rất rất là khó luôn thì cái này mình sẽ làm sao để cho các anh chị các bạn hiểu rõ và đơn giản nhất có thể nhá. À, rồi mình đi qua mình phân tích trực tiếp trên biểu đồ cho các anh chị các bạn thấy được nó rõ hơn nhá. À, thì cái việc mà xác định xu hướng thì mình sẽ mình thì thường thường mình sẽ sử dụng thêm một số cái công cụ như thể EMA hoặc đám mây Ichimoku nhưng mà ở cái video này thì các anh chị các bạn à, à, mình chỉ hướng dẫn trên cái mô hình đến đơn giản để cho các anh chị các bạn có thể là xác định được thì ở đây mình sẽ lấy được cái ví dụ ở trên vàng đi đây là một cặp mà vàng các anh chị để ý này về cái xu hướng sao này cái việc mà mình xác định xu hướng đó, đây các anh chị phải phải để ý là ở những cái vùng giá như vậy mình xác định xu hướng nó như thế nào các anh chị thấy là ở đây các anh chị đúng không cái xu hướng này đó đỉnh sau này cao hơn đỉnh trước đúng không tiếp theo này cái xu hướng này đỉnh sau này đáy sau này cao hơn đáy trước đó khi đó nó hình thành một xu hướng và cái vùng các anh chị mua là sao cái vùng đây vùng điều chỉnh các anh chị có thấy không đúng theo các, các anh chị hào học và nhận định không thì đây là một cái vùng mà các anh chị có hoàn toàn có thể là mua được có nhiều anh chị thì mua trực tiếp ở cái vị trí này tại vì sợ có thể nó lên luôn tại vì thị trường không phải lúc nào nó cũng có những cái cơ hội đẹp nó về đúng như vậy cho các anh chị thấy không có những cái lúc nó về nó chạm cái này nó đi lên luôn có những cái lúc là thời điểm nó đi lên ở vị trí này nó đi lên luôn cũng có thời điểm nó chọn chạm ở đây nó đi luôn cùng có thời điểm nó đến đây nó mới đi luôn cũng có thời điểm nó chạm xuống dưới đáy này nó mới đi nên là cái việc mà các anh chị xác định chính xác á, cái vùng này là rất là khó đúng không thì đòi hỏi là có những anh chị thì sẽ là giải lệnh những cái vùng này có thể là một anh chị giải và cái phương pháp giải này thì mọi người phải giải lệnh nhỏ thôi và top lót ở những cái vị trí này là khi đó là việc cái việc mà xác định các anh chị xác định xu hướng là như vậy để giảm thiểu cái rủi ro đi và có thể là có tăng cường các lợi nhuận Tại vì không phải trường hợp nào đó như vậy Có những trường hợp nó về chạm cái đầu tiên đó, Nếu mà mình không vào lệnh ở cái vị trí này Thì cái xu hướng nó đi rồi Thì mình sẽ không có được cái lợi nhuận tốt Đúng không? Mình không có lợi nhuận của cái cặp đó Nhưng mà cái trường hợp nếu mà các anh chị vào lệnh đây quá lớn ngay ở cái vị trí này Lại có những cái thời điểm mà thị trường nó đi sâu xuống Cái sóng hồi nó sâu quá xuống dưới đây Thì các anh chị mà mà vào thì có có phải là các anh chị sẽ bị thâm hụt một đoạn không? Thì nó sẽ lỗ nhiều Vì tại vì là có những cái trường hợp nó cũng bị phá bở nữa mà nó đâu có phải lúc nào nó cũng đi thẳng lên như cái mình dự tính đâu nên là cái việc mà các anh chị nên phân bố cái khối lượng vào đi cho nó uh, tốt thì các anh chị sẽ xác định được cái vùng vào vùng mua của giá thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nha đó rồi mình uh, tiếp theo mình sẽ đi tìm những cái tiếp theo cho các anh chị thấy được là cái xu hướng nó như thế nào rồi ở đây mình tiếp tục mình nói đến cái đoạn này để cho các anh chị các bạn thấy hiểu rõ hơn cái đoạn này thì thường thường nó nó sẽ như thế nào các anh chị các bạn có thể là thấy được đúng không ở đây là có phải là qua đây là một cái cái đáy không những cái đáy sau này có thể là bằng hoặc là cao hơn là được nhỉ? cao hơn hoặc bằng cái đáy cũ đây là được này chứ không phải nhất thiết là lúc nào nó cũng phải cao hơn rõ rệt nhá cao hơn hoặc bằng cái thứ hai là cái quan trọng là các anh chị nên để ý được cái đỉnh tiếp theo ở đây là cái đỉnh này có bị phá vỡ không khi mà cái đỉnh này phá vỡ được thì nó sẽ hình thành là cái đỉnh sau đây, đỉnh sau không? Cao hơn đỉnh trước và đáy sau. Thì cái vị trí các anh chị có phải là cái trường hợp này các anh chị sẽ không chờ hồi được đến đây. Tại vì cái cái sóng này nó quá mạnh, cái sóng này quá mạnh. Nó chỉ hồi một chút thôi. Rồi cái xu hướng nó lại đi xuống lên tiếp. Nên là có những cái trường hợp mà các anh chị cứ chờ đợi mãi về đây thì nó lại cũng không tốt nha. Đúng không? Chờ đợi mà về đến cái vị trí này thì nó cũng rất là khó. Cái nhiều trường hợp nó lại không tại vì cái sóng nó mạnh nhá, sóng nó mạnh. Nha. Tí nữa mình sẽ chỉ chỉ cho các anh chị còn nhiều cái sóng mạnh hơn nữa đó nó đi thẳng luôn nó không có hồi luôn nên là có những cái cơ hội mà khi mà các anh chị thấy được những cái điểm rách ao cái điểm rách ao thì ở đây mình phải kết hợp thêm những cái khác để mình có quyết định là cái giữ cái lệnh này dài hạn hay không hoặc là mình mua tại cái vị trí nào tại vì như cái trường hợp này các anh chị các bạn thấy này nó phải phụ thuộc cho mình nhiều cái yếu tố nữa cái yếu tố thứ tiếp theo là cái chen xu hướng này nó đã bị phá vỡ các anh chị đôi lúc các anh chị thấy không cái chen xu hướng phá vỡ và cái mô hình này này các anh chị có thể là thấy một cái mô hình này đúng không bị phá vỡ đó cái mô hình này thường thường người ta gọi là cái mô hình cái nêm đó. đó, cái nêm thì bị phá vỡ nữa mình kết hợp thêm nữa thì khi mà phá vỡ qua cái qua cái đáy này à, qua cái đỉnh này thì đây là một cái mà nó kết hợp của nhiều cái dấu hiệu rồi anh chị thấy là khi phá qua là mô hình đỉnh đáy được này đúng không thứ nhất là phá qua một cái nghiêm này một cái chen xu hướng giảm này và phá qua cái mức kháng cự mạnh và đây là có thể là hoàn toàn ra out và đi một cái khoảng khá xa thì ở những cái nhận định này thì các anh chị các bạn đòi hỏi là sau khi cái cây nến này kết thúc đúng không sau khi cái cây cây nến này này cái cây nến mà vượt lên phá lên tất cả này chốt nến ở trên này, này thì cái điểm các anh chị vào là vào đây đó. đó thực tế tại vì các anh chị đó thấy thực tế đúng không nó có nhiều cái trường hợp lắm chứ nó không đơn giản là cái việc mà các anh chị có thể là xác định rõ ràng như lúc nãy được đó ở đây mình tiếp tục mình nói theo thêm một cái mà xu hướng bị phá vỡ cho các anh chị thấy nha. Đang ở cái biểu đồ này nè. Một cái biểu đồ các anh chị thấy là đây có phải là một cái xu hướng đang tăng không? Một cái xu hướng tăng của của thị trường. Và cái cái điểm mà bị phá vỡ các anh chị thấy rõ ràng là cái vùng này, cái này bị phá vỡ này, đúng không? Cái này bị phá vỡ đúng không? Khi mà các anh chị thấy là phá vỡ này thì nó có phải là cái xu hướng của nó thường thường là nó phá vỡ xong nó sẽ về nó test lại. Rồi nó đi xuống. Thì theo lý thuyết các anh chị có thể thấy không? có thể là nó về nó test đây này, test ở cái vị trí này, rồi nó đi xuống, đúng không? đó, nên nó nó khá nhiều cái, cái, cái có những trường hợp nó về nó test lại cái chân ở trên này, nó mới đi xuống, đó. nên là cái việc mà các anh chị phải quyết định, quyết đoán vào lệnh thì các anh chị phải cần phải quan trọng, các anh chị nên xác định được cái vùng nào mình vào lệnh. ví dụ cái vùng này, ừ mình thấy được là ok rồi, thì mình vào ở đây, đó mình xác định mình phải xác định được cái vùng mình vào lệnh đó các anh chị phải xác định được cái vùng cái gì ừ vào lệnh ở cái vùng này là ok rồi thì các anh chị khi đó mới tốt đó đó là những cái mà các anh chị hiểu thấy được là một khi nào một cái xu hướng phá vỡ trên một biểu đồ nhé các anh chị thấy là một trên cái một cái biểu đồ của một cái cặp tiền một cặp, cặp tiền mình phân tích được khá là nhiều thứ ở cái chen xu hướng đây là trên khung ngày nha cái anh chị phải kết hợp thêm khác H1 H1 cái gì còn nhiều cái thứ rắc rối hơn nữa kia nên là mình chỉ tập trung phân tích phân chuẩn để các anh chị xác định được cái xu hướng Tương tự đối với một xu hướng giảm hoặc là một cái breakout uh, đã giảm sideways này. Các anh chị thấy là đây là một cái vùng sideways. Có thể là xem được một cái vùng sideways đi. Mình nói đây là một cái vùng sideways thôi. À, ở đây các anh chị thấy được một điều là thị trường mà khi mà vô cái vùng sideways thì nó sẽ đi lên đi xuống. Nó vậy thôi, đúng không? Còn khi mà nó rách ao qua này, nó rách ao các anh chị thấy này, nó rách ao cái cây nến mà cái quan trọng đó, các anh chị có kinh nghiệm đó, cái cây nến này chính là cái cây nến chỉ đường, cây nến dẫn đường cho các anh chị các bạn vào đúng không một cái cây nến dẫn đường để cho các anh chị các bạn vào thì đây có phải là cái vị trí mà các mình chờ về ấy, là cái vị trí này không vị trí này chính là vị trí mình chờ về không các anh chị đã học hôm trước mình đã nói các anh chị rồi đã học về cái mà mình vẽ hỗ trợ vùng hỗ trợ và vùng kháng cự cho các anh chị thấy rồi đây có phải là hỗ trợ cũ thành kháng cự mới không khi nó phá về nó về nó về rồi xong có một xu hướng nó bắt đầu nó tọt xuống đó các anh chị thấy không một cái điều Ngoài ra các anh chị phải thấy được là Cái vị trí mà mình xác định được cái dấu hiệu Của những cái cây nến Mà nó có dấu hiệu Của sự Rách uh, out Dần đường của xu hướng Để mình đi theo cái xu hướng đó là cái cái việc mà khá là quan trọng nha Các anh chị quan sát các anh chị thấy đó. Cái việc đôi lúc á Cái người có kinh nghiệm á Người ta nhìn đâu Người ta nhìn là người ta ra thấy được cái biểu đồ đó Có phải là có xu hướng Hoặc là À, cái biểu đồ nó không xu hướng hoặc là cần mua cần bán nhưng mà cái khi mà các anh chị các bạn mà chưa có kinh nghiệm vào á, là các anh chị rất dễ bị phân vân, phân vân đôi lúc là bị sai đôi lúc á, chỉ cần một ví dụ các anh chị thấy nó rách ao ở cái vị trí này rồi đúng không nhưng mà thấy một hai cây nến mà nó đảo chiều ví dụ như cây nến này này nó đảo chiều lên cái ừ lại lại sợ sợ lại có thể là là các anh chị lại mua lên đó nó nó rất là quan trọng cái đó nếu mà không có một cái tầm nhìn nó rộng không có cái kinh nghiệm mà không có tầm nhìn nó rộng cái khung thời gian nó lớn nó hơn một chút đã thì các anh chị các bạn dễ rất dễ bị đánh lừa và bị sai cái thị trường này bị đánh lừa với bị nhiều sai khá là nhiều đó các anh chị bạn thì ở đây tiếp tục mình nói đến cái việc mà các anh chị có thể quan sát được một cái khung biểu đồ này nó có rất nhiều cái để mình phân tích và mình nói ra giả sử đây là một cái đây các anh chị thấy là đây là một cái xu hướng tăng này đúng không đây đang một cái xu hướng tăng mà các anh chị thấy này ví dụ khi nào cái xu hướng nó đảo chiều sao thứ nhất là cái có phải cái đáy này này đã bị phá vỡ không đáy sau thấp hơn đáy trước này là cái anh chị thấy đấy còn ở trên này là vẫn ngang nha ở trên đây mình xác định là vẫn ngang nha cái anh chị cái cây này chỉ là cái cây đá nến rồi nó không có rõ ràng và cái cây này cái vùng này nó xuống ngay lập tức thì cái cây này nó không rõ ràng nên là đây không phải là cái vị trí mà cái đỉnh này có thể là xem xét là cao hơn đỉnh này được đó nên các anh chị thấy là ở cái vị trí này là hầu như là như vậy thì cái anh chị cái, cái vấn đề đặt ra là cái vùng mà mình chờ mua à, chờ bán chờ bán có phải là nó sẽ là cái vùng này không vùng này khi nó hồi về là các anh chị vô vô cái vùng này là mình hoàn toàn mình chờ bán được nhưng mà đâu đâu phải các anh chị bán cái nó xuống liền bán cái nó xuống liền đâu các anh chị bán có thể nó đang sideways quay, sang quay tiếp cái vùng này thì thị trường là vậy đó thị trường nó có nhiều thứ nó sẽ kết hợp với nhau, có nghĩa là cái này là cái sự lớn trong cái nhỏ, cái này là cái nhỏ của cái nhà này thôi. nên các anh chị phải hiểu được là ở ừ, cái cái vị trí này đang sai quay nhỏ nhưng mà mình vẫn là cái xu hướng chính ở cái vị trí này nó xác định là vẫn một cái xu hướng rồi. À, thì đây các anh chị thấy là đây là một cái mà chính của cái việc mà đảo chiều của một xu hướng đây xu hướng nó đang ở dưới đây là xu hướng tăng mà nó bị có dấu hiệu là dễ dàng bị phá vỡ thì đây các anh chị thấy đúng không? đó tiếp tục tương tự này ở những cái vị trí mà các anh chị có thể là nhìn nhận ra được này, một chút này là cái vị trí mà các anh chị cần thiết phải vào mua liền này, đó là cái vị trí mà cái anh chị xem xét ở đây, các anh chị thấy không? cái chen xuống hướng giảm này, đó, những cái đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước này, thấp hơn đỉnh đỉnh trước luôn, đó. cái thứ hai cái tiếp theo ở đây là cái vị trí nó rách out này là cái vị trí khá là quan trọng với các anh chị các bạn phải 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 xuống này. ví dụ đây là rách out này, các anh chị thấy là đỉnh này thôi, ở cái cái khu vực này các anh chị thấy rồi, vừa ở đây là một cái xu hướng nó đang giảm, nó có dấu hiệu giảm nhá, các anh chị thấy tiếp tục ở đây là cái dấu hiệu của À, giảm tiếp tục luôn. thì ở đây mình chỉ cứ chờ những cái cơ hội, có những cái mô hình, những cái dấu hiệu đẹp để mình sell thôi. và những cái trường hợp này á, nếu mà các anh chị có kinh nghiệm á, như mình có kinh nghiệm á, mình chắc chắn là hầu như là cái khả năng rất lớn là nó có thể bị phá vỡ ở dưới đây, nó bị phá vỡ. tại vì là cái này nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần và à, nó bị sai gây cái vùng này là khả năng nó phá vỡ và nó đi xuống là khá là cao. thì cái cái mô hình một số cái mô hình một số cái các anh chị thấy là mô hình giá cái mình có nói là đây đó một xu hướng đi lên gặp sideways hoặc là gặp mô hình đảo chiều và đi xuống đó. nó thường thường nó như vậy là khá là nhiều đó thì từ từ các anh chị sẽ kết hợp và sẽ thấy được nó khá nhiều cái thứ mà mình cần phải quan tâm đến chứ không phải đơn giản như những cái hình vẽ lý thuyết ban đầu mình nói ra trường hợp thị trường nó không không có cho các anh chị đẹp như vậy đâu nó phải có sự phân tích và có những cái kết hợp kiến thức của các anh chị vào chứ không phải đơn giản là mình nhìn thấy như vậy thì à, lúc nào cũng nhìn thấy đẹp nó rõ ràng cho anh chị áp dụng được vào đó thật ra đó về cái này á mình có rất nhiều thứ để nói cho các anh chị con rất nhiều thứ nhưng mà cái thời gian nó không cho phép với cái video mình sợ không cho cho phép nó quá dài thôi cái video quá dài thôi các anh chị nhìn thấy này đây một cái đoạn xu hướng này tăng rất là lớn đúng không thì mình sẽ phân tích từ cái góc đầu của xu hướng nó sao ở trên này là một cái xu hướng cái dấu hiệu có phải là các anh chị thấy là một cái dấu hiệu của giảm không thì cái việc có phải là mình chờ đợi là mình sẽ chờ đợi cái mô hình xu hướng ở những cái vị trí đáy này để mình mua lên nếu các anh chị tăng thì các anh chị thấy có một số các dấu hiệu nó bắt đầu nó nó hình thành nó báo là mình phải tìm được cái điểm mua này đúng không là đỉnh sao đáy sau cao đáy trước này đáy sau cao đáy trước là một này cái vị trí quan trọng ở đây các anh chị tập trung vào là cái đỉnh này có phá vỡ được không nếu cái đỉnh này phá vỡ được thì là hình thành một cái xu hướng tăng rồi rất là đẹp rồi đúng không đỉnh sau cao đỉnh trước đáy sau cao đáy trước đáy sau tăng thôi thì cái vị trí này tăng rồi các anh chị các bạn thấy này bây giờ mình sẽ tập trung vào cái cái khuôn này cho các anh chị thấy này đây đúng không cái vị trí này đây là cái mô hình của mình vậy cái vị trí các anh chị chờ mua là đâu cái gì thấy này ở đây mình vẽ lại cho gọn các anh chị thấy được đây đây đúng không nhìn hai cái này thôi các anh chị thấy thì cái vị trí cái vùng các anh chị mua như thế cái mình học và lúc này mình hướng dẫn các anh chị cái vùng mà mình chờ mua là vùng nào vùng điều chỉnh là cái vùng nào vùng này vùng điều chỉnh đó như cái trường hợp này này các anh chị có những cái lúc các anh chị mua được liền ở đây mua được liền ở cái sóng hồi này lên nhưng mà có những cái lúc nó giảm sâu như thế này thì mình phải mình lại rủi ro hơn nếu các anh chị mua ở đây nên cái việc mà mình phải chỉ xác định được cái vùng mua thôi chứ mình không thể xác định được cái điểm chính xác trực tiếp ở đâu đó và cái khi mà cái xu hướng là hình thành rồi thì các anh chị cứ theo cái xu hướng đó và có được cái lợi nhuận tương tự các anh chị thấy này ở đây lại có những cái vùng điều chỉnh của giá đây các anh chị thấy điều chỉnh của giá không đó nó lại là những cái vùng mà các anh chị có thể là mua tiếp tục đấy đây là những cái vùng điều chỉnh sau này các anh chị mà học theo mình đó, thì có những cái nữa mình kết hợp EMA 20 50 vào nữa thì những cái vị trí này khá là rõ ràng để các anh chị các bạn có thể là nhìn thấy được và tìm được cái điểm mua khá là tốt khi mà một dấu hiệu của một cái xu hướng tăng đã được hình thành và các anh chị thấy ra đó đó là những cái mà các anh chị thấy thấy thì ở trên này có rất nhiều cái cặp tiền mà mình có thể là mình theo dõi và mình biết được đây không phải ở mình cái thị trường mà Forex nha mọi thị trường mình đều phân tích được như vậy mọi thị trường nó đều có được những cái dấu hiệu như vậy ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy một cái đồng tiền khác một cặp tiền khác ví dụ như thế là bitcoin đi giả sử mình phân tích bitcoin cho các anh chị thấy đây. khi mà một cái xu, xu hướng nó giảm các anh chị cũng thấy đây, đây đúng không các anh chị thấy không đỉnh sao thấp hơn đỉnh trước đúng không đáy sao thấp hơn những cái đáy luôn thấp hơn này đó bắt đầu cái đỉnh này đỉnh nó cũng vậy thôi tiếp tục thấp hơn đó các anh chị thấy đúng không tiếp tục đó thấp hơn khá là nhiều nhưng mà cái quan trọng ví dụ đây là khi nào xu hướng đảo chiều và xu hướng tăng đây mình sẽ to 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 đây là cái đoạn mà xu hướng đảo chiều và xu hướng tăng để mình uh, rung lại mình nói cho các anh chị thấy được là khi nào nó như thế nào uh, đây mình phân tích một đoạn này để cho các anh chị thấy được là khi nào xu hướng nó đảo chiều và xu hướng tăng hoặc khi nào cái cây mà mình xác định được cái cây dẫn đường của cái xu hướng đó nếu các anh chị nào mà xem mình phân tích bitcoin mình cũng đã phân tích từ cái vị, vị trí này đỉnh đáy cho các anh chị thấy rồi và phân tích cho các anh chị là nó phá ở cái vùng này và cái cây này là cái cây nến dẫn đường đúng không nếu mà các anh chị chưa xem á, các anh chị hoàn toàn có thể xem lại những cái video phân tích hàng tuần của mình mình phân tích rất rất rõ về bitcoin cho các anh chị các bạn thì các anh chị thấy là mô hình này nó bị phá vỡ những cái cây dẫn đường có phải là khi mà nó phá vỡ ở đây có phải là cái đỉnh sau là cao hơn đỉnh trước không thì cái xu hướng nó là hình thành đỉnh này đáy sau cao đáy trước này đỉnh sau cao đỉnh trước này đấy các anh chị có vẻ từ đây thì nó cũng vẫn là trong một cái vùng mà nó ngoài ra đây các anh chị có hoàn toàn có thể là cái hình cái cờ luôn nó bị sau một cái xu hướng xuống sau một cái xu hướng xuống đâu nó xuất hiện cái mô hình này và nó phá vỡ right out như vậy cái cây này là cây dẫn đường mình có nói rất nhiều ở cái video của mình là cái cây nến này là cái cây dẫn đường cho các anh chị các bạn thấy được là cái chính xác của nó đúng không đây chính dẫn đường và sau khi cây nến dẫn đường này đây là những cái vị trí mà các anh chị có thể hoàn toàn tiếp tục mua tại vì cái cây này quá mạnh so với ấy. Các anh chị tiếp tục mua lại đây những cái vị trí hồi về này là mua hồi về là mua anh chị thấy không mình nói xu hướng của bitcoin tăng đó thấy không anh chị thấy không đây những cái thời điểm mà mình về hôm trước mình có nói nếu anh chị xem những cái video phân tích gần đây của mình mình có nói bảo về 10.000 cái anh chị mua lên đó lại ngon này lại có được lợi nhuận có có phải hai lần nó về 10.000 không một lần đây này về 10 ngày gần 10 000 một cây này xuống xong nó lên lại xong tiếp tục về lại lên nó nghĩa xu hướng nó chỉ theo cái xu hướng chính của thị trường là các anh chị thấy đó khi giảm thì giảm vậy đó nhưng mà khi mà có một cái xu hướng chính nó theo là nó hoàn toàn như vậy nên bất cứ cái kiến thức của xu hướng trên xu hướng bất cứ khi nào mình cũng có thể là thị trường nào mình có thể áp dụng được nó khá là tốt đó là một cái uh, đó cái việc mà mình quan trọng cái các anh chị học ở nơi khác tìm hiểu ở nơi khác người ta không có ngồi trực tiếp người ta nói hướng dẫn từng ly từng tí như vậy cho các anh chị đâu người ta chỉ nói mấy cái cơ bản lý thuyết xong mà các anh chị áp dụng sao kệ các anh chị chứ các anh chị không nhìn được những cái này các anh chị nhìn được rất là khó không khó được, không có được đâu không ngộ ra thật sự ra để ngộ ra để mà ngộ ra và có kinh nghiệm để là để có thể là phân tích được tốt đó, các anh chỉ cần phải có thời gian nữa chứ chứ cũng không chưa chắc là có một vài thứ như vậy một vài cái phân tích của mình như vậy các anh chị ví dụ như vậy các anh chị có thể là hiểu được hết được và sau này vô những cái trường hợp các anh chị uh, có thể xử lý được tại vì thị trường nó có muôn muôn nó có nhiều cái trường hợp nó xảy ra lắm có nhiều cái mô hình nó xảy ra có thể là khi đó hình thành có thể là bị phá vỡ nhưng mà mình nếu mà các anh chị có kinh nghiệm một chút các anh chị sẽ biết được đó rồi ví dụ như thế là việt nam index đi việt nam, việt nam index có nghĩa là đây thị trường chứng khoán việt nam các anh chị thấy là khi một xu hướng giảm cũng vậy thôi xu hướng giảm là một cái vấn đề là các anh chị thấy này giảm này đúng không đỉnh sao thấp hơn đỉnh trước đúng không đáy sao thấp hơn đáy trước đó hình thành luôn hình thành như vậy còn khi một xu hướng tăng có thể là hình thành các anh chị thấy là như cái vị trí ở đây này à, có thể là một vị trí nó đang nằm trong một cái chen xu hướng giảm thị trường hiện tại nó đang nằm trong một cái chen xu hướng giảm đây là đó là các anh chị thấy là à, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này đó đáy sau thấp hơn đáy trước vẫn trong hướng giảm nhưng mà nếu mà các anh chị nhìn ra dài hạn một tí thì các anh chị thấy cái vùng này này có phải là cái này không cái đỉnh này này đã cao hơn đỉnh này này đó và cái đáy này, này những cái đáy có hình thành ở khu vực này thì cái đáy này nè nó vẫn đang còn có thể là nó đang còn thấp hơn nên hoàn toàn có thể là hình thành một cái xu hướng nó tăng trong dài hạn đó nên là cái việc mà các anh chị đôi lúc các anh chị phải phải gặp những cái trường hợp là cái xu hướng trong xu hướng, đó, cái mô hình trong mô hình, đó là một cái cái việc mà các anh chị phải gặp thường xuyên và phải có những cái quyết định chính xác để mình xử lý nó. À, còn có một số cái trường hợp mà các anh chị hoàn toàn phải tham gia vào à, bắt đỉnh bắt đáy nữa kia. Đó, nó còn nhiều lắm, nhiều cái thứ nữa để các anh chị các bạn thấy. Đây, giả sử như cặp đồng tiền này thì các anh chị các bạn thấy đó, có những lúc đó, các anh chị các bạn thấy không mình phân tích ở đây có phải là đây là một cái cái mô hình thì cái cái đỉnh này có thể là chưa phá nhưng mà sau khi nó phá ở đây các anh chị có thể thấy hoàn toàn là ở đây là một cái xu hướng giảm không cái khu vực này nó xuống ở dưới đây là một cái xu hướng giảm dấu hiệu giảm nhưng mà thị trường có những lúc nó mạnh như thế này các anh chị bảo không? mạnh như thế này thì các anh chị thấy sao chờ hồi thì mình sẽ không chờ được và những các anh chị đó, có rất nhiều các anh chị mà đánh ngược xu hướng mới bắt đầu ở này thì là cũng khá là nguy hiểm nhá ví dụ là À, mới đánh mới cái xu hướng mà nó mới bắt đầu như vậy mà các anh chị đã đánh ngược rồi thì là khá khá là nguy hiểm nhưng mà ở những cái vị trí mà các anh chị này thấy là hoàn toàn mình có thể là bắt đỉnh bắt đáy và bắt ngược xu hướng được đúng không xu hướng tùy hình thành ví dụ là đến cái vùng này là vùng hỗ trợ giá tốt ừ ta, tôi quyết định ừ tôi bắt đầu vào giải lệnh và tôi bắt đáy thì cái chuyện nó hoàn toàn có thể xảy ra cái rủi ro của các chị không nhiều vì là khi thị trường nếu mà có tiếp tục đi xuống các chị thấy một điều là khi thị trường có tiếp tục đi xuống ở dưới đây nữa nó có phá vỡ xuống dưới đây đi nữa thì khi mà nó hình thành một cái mô hình tăng hoặc là cái dấu hiệu tăng thì nó hoàn toàn cái vị trí mà mình vào lệnh đó, là hoàn toàn có thể lấp đi được và mình có thể là mua được cái những vùng cái vùng giá nó tốt hơn đó đó là những cái trường hợp mà các anh chị cần phải vào mà bắt đỉnh bắt đáy đúng không có những trường hợp như vậy thì thị trường nó có nhiều cái trường hợp và nó đa dạng hóa lắm nên là cái vị cái kiến thức đó, các anh chị phải biết nhưng mà các anh chị phải ứng dụng phải phải thực tế vào thị trường và phải rèn luyện thì các anh chị mới ngộ ra và mới biết được đó còn à, nếu các anh chị các bạn cứ học mấy cái kiến thức cơ bản là các anh chị vào chơi đó, thì sẽ rất dễ bị cái tâm lý nó à, nó lấn lát lấn át đi cái kiến thức của các anh chị và cái kiến thức khi đó các anh chị có không có những cái quyết định tốt và đưa ra những cái quyết định sai lầm và làm đến cháy và có thể là thua lỗ đó thì đây là những cái mà kiến thức mình muốn chia sẻ cho các anh chị Để mà phân tích cặn kẽ ở nhiều cái khía cạnh Nhiều cái cấp độ Thì nó đang còn khá nhiều thứ để mình phân tích cho các anh chị các bạn Hiểu được rõ về xu hướng Ví dụ cái sóng này tăng mấy lần này ba sóng tăng hai sóng giảm Hoặc là đảo chiều cái trường hợp này như thế nào là Có nhiều cái trường hợp nó khác nhau lắm Nhưng mà cái video thì nó cũng chỉ được đến đây thôi Nó không có dài quá rồi Nó hơi dài quá rồi thì mình không để nói thêm được nữa Các anh chị hãy theo dõi những cái video tiếp theo Để mình có thể là À, mình sẽ chia sẻ nhiều lời hơn hoặc là à, Theo dõi những cái video phân tích kỹ thuật hàng tuần của mình Để có thể là mình à, Giúp cho các anh chị các bạn hiểu thêm được về cái thị trường này và có được cái kiến thức để tham gia vào thị trường Tài chính Forex Tiền điện tử và à, Chứng khoán Hoàn toàn có thể là à, Cái việc đó làm được nhé. Ở cái video này mình cũng à, Vẫn tiếp tục cái game cho các anh chị các bạn à, tham gia những cái anh chị các bạn nào mà Thấy cái video này mình phân tích hay thì hãy cho mình một like và đăng uh, ký kênh, nhấn vào nút chuông để có những cái video mới thì mọi người có thể theo dõi được. thì ngoài ra em mọi người hãy đo tích cực đóng góp những cái ý kiến nhận xét ở dưới đây hoặc là có những cái mà cái anh chị cần đóng góp cho mình hoặc là muốn mình giải đáp hoặc có những cái thắc mắc gì thì cần mình hỗ trợ thì mọi người hãy comment hoặc bình luận ở bên dưới để có thể là uh, thứ nhất là vừa giúp cho mình phát triển kênh vừa giúp cho những người khác có thể là biết đến những cái Uh, phân tích những cái um, kiến thức này để cho mọi người có thể là uh, kiến thức nó tốt hơn. Uh, thật sự nếu các anh chị các bạn mua những cái khóa học online ở trên mạng á, những cái kiến thức này các anh chị mình cam đoan là nó chắc uh, chắn luôn là không không bằng được những cái kiến thức mình chia sẻ trực tiếp đây với các anh chị các bạn. Các khóa học online á hoặc là cái khóa khóa học ngoài kia các anh chị mà có được cái kiến thức này nữa, uh, các anh chị phải bỏ ra khá là nhiều tiền và hầu như có nhiều người cái kiến thức của mỗi người và cái nhận định cái phương pháp của mỗi người khác nhau nên chưa chắc cái kiến thức của người ta đã tốt đã có được cho, uh, cho các anh chị các bạn dễ hiểu như vậy thì các anh chị ủng hộ mình thì đóng góp ý kiến có gì để phát triển cho kênh nó tốt hơn rồi uh, thì cái video cũng kết thúc ở đây thì uh, cũng mong là trong thời gian tới có thể giúp được nhiều các anh chị các bạn uh, có nhiều kiến thức hơn trong cái lĩnh vực tài chính này rồi chào các anh chị và các bạn chúc các anh chị các bạn thành công trên cái con đường mà tìm hiểu về kiến thức đầu tư tài chính